Mình tên là Đinh Thế Vĩ. Mình năm nay 20 tuổi và mình đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người hay gọi mình là Thảo Phạm. Mình 21 tuổi. Mình đang sống và làm việc ở Cần Thơ. Bài hát sắp tới mình sẽ thể hiện là ca khúc Một Nhà. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống cho nhau một đời. Được chưa? Nghe cũng ổn đây. Ê mà sao tôi nghe giọng ông quen quá trời luôn á. Ông biết tôi không vậy? Bây giờ thì chưa, nhưng mà tôi nghe cũng... Nghe quen không? Tôi nghe thấy quen lắm luôn á. Giống Bình quá, giống Bình quá. Ở đây thì nghe cũng giống Lương Bích Hữu quá đây à. Vậy phải không? Ủa? Tôi hữu. Thảo à? Ừ. Sao chọn bài Một Nhà đây? Tại bài này vui, với lại tôi đang bệnh cho nên chọn bài nhẹ. Vậy ông cũng chọn vô luôn. Rồi nữa rồi vô bật cầu lên rồi sao nhờ? Được thì tiến tới luôn cũng được. Trời. Đây là một người bạn mà mình đã từng chơi chung và rất là hợp. Vậy là người bước lên cầu trước thì mình sẽ bước. Mình sẽ suy nghĩ thật kỹ để có thể đưa ra quyết định của mình. Nhau một đời.
Một tràng vỗ tay cho Thảo Phạm và Thế Vĩ. Với cái phần trình diễn ngày hôm nay, Thảo Phạm cảm thấy như thế nào? Bạn có hài lòng về nó hay không? Em và Vĩ là bạn ở ngoài cũng biết nhau từ trước rồi. Vì là biết nhau rồi á, cho nên là biết là mình chắc là sẽ không có hợp lắm. Bên kia người ta nói không hợp kìa. Bên đây có phản pháo gì không? Dạ không hả? Ừ, vậy không hợp thiệt hả? Dạ đồng ý thiệt luôn hả? Không sao. Nói chung là tất cả các bạn tự cảm nhận được là một điều rất là tốt. Xin mời Trình Thăng Bình trước tiên ạ. Cảm nhận thì mình thấy là chúng ta đang chưa có sẵn sàng lắm cho cái ca khúc này, cũng như chưa sẵn sàng lắm cho đối phương. Mình cảm nhận được qua cái cách hai bạn biểu diễn. Một bên ông này thì nhìn bầu trời, còn đây thì đang nhìn dưới đất. Vậy sao anh bấm vô? Đồng viên thôi, tại đó, lại bán mai nữa kìa quý vị Hoa ơi. Hoa hậu thân thiện. Hoa hậu thân thiện. Lên luôn luôn đúng. Một chàng vỗ tay cho Hoa hậu thân thiện của chương trình. Những câu chữ đầu thì phần rap rất là dễ thương, nhưng mà càng về sau thì bạn nữ lại không có nguồn động lực để mà có thể hát tiếp cái phần rap đấy. Đó là một trong những cái điều rất là hối tiếc. Xin được cảm ơn ban cố vấn rất là nhiều. Thôi thì không có được xe duyên ngày hôm nay ở đây, thì các bạn cũng đừng buồn, về nhà rủ nhau đi ăn chè làm quê ha. Một cái hối tay cho hai bạn của chúng tôi. Và vừa rồi cặp đôi của chúng ta vẫn chưa may mắn lắm để có thể thuyết phục được ban cố vấn cũng như là khán giả. Ở cặp đôi tiếp theo họ có thể tiếp nối được hạnh phúc hay không? Xin mời mọi người cùng đón xem. Mình là Lê Thái Sơn. Hiện tại thì mình 25 tuổi và mình đang là ca sĩ tự do. Mình tên là Trần Ngọc Phương Vi, mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay mình 21 tuổi và hiện mình đang là ca sĩ tự do. Mọi người hay kêu mình bị ấy bị khùng khùng, mình thấy vậy cũng được, cũng vui. Mình sợ những người phụ nữ vòng 1 hơi to và mình thích những người phụ nữ có vòng 3 phát triển một chút xíu. Ngoại hình cũng không quan trọng lắm, chỉ cần là cao hơn mình một chút là được. Đến với chương trình Giai điệu chúng đôi thì Sơn đã lựa chọn ca khúc Biển và Ánh Trăng. Sơn là một người thích sống theo cảm xúc hơn. Và đây là một ca khúc về tình yêu mà diễn tả biển và ánh trăng như là cảm xúc của hai người yêu nhau vậy đó. Qua giọng hát thì có thể là bạn trai là một người khá là mạnh mẽ, khá là nam tính. Bạn nữ song ca với mình là một bạn nữ có chất giọng rất là khỏe. Và mình theo mình mường tượng thì đây sẽ là một bạn nữ có cá tính mạnh mẽ, nhưng mà nghĩ đây sẽ là một bạn nữ có ngoại hình khá là to, có thể là to hơn mình. Thank you.
xa dù em, dù từng còn sống mơ màng, dùng lời yêu thương nồng nàn, dù bờ môi ngọt hương đêm. Em vẫn chẳng dịu hiền lung linh, những ngàn sao sáng đêm siêu kỳ, những ngàn mây vẫn che sáng mẹ để cô đơn về gọi anh trông về cùng em. Biển anh xanh lắm, biển mây bóng lắm, như tình anh ấm áp như ngàn con sóng cuốn vẫn mơ. Nói cho bạn cố vấn biết tại sao mà làm cho hai con ngựa trên đây hồi hộp đến như vậy, gần cuối rồi mới bấm. Minh Hằng, vì tính chất của bài hát nên mình phải tạo kịch tính cho đôi bên. Nhưng mà bạn chúc mừng họ đúng không ạ? Với điểm số đó chính là 71 điểm. Chúc mừng hai bạn. Thái Sơn thân mến, còn những cái giây phút ít cuối cùng thôi, và bạn mong muốn điều gì mà khi mà bạn chạy qua bên cầu bên kia và lôi cái cô gái này ngược lại ở giữa sân khấu? Dạ mới nhìn thấy là thích rồi. Em rất là thích giọng hát của bạn, giọng hát rất là nội lực ạ. Mà Phương Vy ơi, ngay tại thời điểm cuối cùng luôn á thì bạn Thái Sơn của chúng ta đã chạy ngay qua để được nắm tay của Phương Vy. Vậy thì không biết là tại sao lúc đó bạn vẫn đứng tại chỗ luôn, vẫn e dè tí luôn. Đúng rồi, hơi e dè. Không phải là em e dè mà là em hơi bị bất ngờ, tại vì cái tiếng nổ lên là mình không tin được là cuối cùng mình với lại bạn trai thì có thể thành cặp. Cho nên là em đứng em chỉ nhìn thôi mà mặt anh rất là háo hức, chạy tới mà cười. Cho nên là nhìn em sợ rất là đúng không em? Nhìn sợ đúng không? Sợ thiệt hả? Ủa tôi nói giỡn mà sợ thiệt hả? Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe cảm xúc của bà cố vấn nhé. Anh Dương Khắc Linh xin mời. Có gì trước tiên là phải khen giọng ca của hai bạn rất là hay, rất là mạnh và rất là phù hợp với cái bài hát này, nghe rất là phê. Nhưng mà nghe cái giọng ca của cái bạn Phương Vy á thì Linh đoán nha, và nhìn khuôn mặt thì là bạn Phương Vy cũng không phải là hiền đâu. Thì không biết là bạn Thái Sơn á nghĩ như thế nào, tại vì là nhìn mặt Thái Sơn thì cũng khá là hiền. Thì mình có chịu được một người phụ nữ mạnh mẽ vậy không? Dạ, em yêu được hai lần. Cũng gặp hai người phụ nữ không hiền chút nào. Nên em nghĩ là sau những lần rút kinh nghiệm đó thì em sẽ chế ngự bạn đó được. Không biết là ca sĩ Minh Hằng cảm nhận sao về cặp đôi của chúng ta? Minh Hằng á, thì khi mà nghe phần trình diễn của hai bạn thì giống như Minh Hằng bị đắm chìm và nghe mà quên luôn là mình phải bấm nút. Nhưng mà thật sự là gần cuối thì mình nghĩ là thôi để gần cuối coi hai bạn, trong những phút giây cuối cùng mà hai bạn vẫn chưa thấy cái cầu đưa lên thì cảm xúc của hai bạn sẽ ra sao.
có bị mất bình tĩnh hay không, hay là vẫn chỉ tập trung vào bài hát? Thì rõ ràng là hai bạn quá bản lĩnh, vẫn luôn duy trì cái cảm xúc đó từ đầu đến cuối bài hát. Và không biết tại sao ông này thì lại ngồi im. Mình nhìn qua mình thấy sao im cứ ngắt vậy ta. Thế là mình phải dùng hai tay mình làm cái bợp. Thế là ông nhìn mình, chắc là ông cũng biết là mình sẽ bấm nút rồi. Tôi nói là không có ai hiểu Trịnh Hân Bình một Minh Hằng. Trời ơi. Một tràng vỗ tay cho Thái Sơn và Phương Vi. Vừa rồi thì Thái Sơn cũng như là Phương Vi đã mang đến một ca khúc vô cùng nhẹ nhàng, sâu lắng và lãng mạn. Và không biết ở cặp đôi tiếp theo họ sẽ mang đến cho chúng ta cung bậc cảm xúc như thế nào. Xin mời mọi người cùng đón xem.